Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu sẽ là tin về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Cụ thể vào chiều nay ngày 17 tháng 9, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 820 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 giật cấp 9. Trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây và mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau so mạnh lên thành bão, tại vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh. Còn về thời tiết trên đất liền, giải hội tụ nhiệt đới vắt qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có xu hướng mạnh dần lên, khiến cho mưa rông tại khu vực này gia tăng mạnh, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến ở mức là từ 15 đến 30 mm, có nơi là trên 80 mm. Mưa lớn nên người dân cần hết sức cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét, xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trụng thấp. Do có mưa nên nền nhiệt độ tại Trung Bộ sẽ không cao, ngày đêm ở mức là từ 24 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Nằm ở phía nam của hệ thống thời tiết gây mưa cho các tỉnh Trung Bộ, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn chịu thêm ảnh hưởng của gió Tây Nam có cường độ mạnh nên cũng có mưa rông mạnh với lượng mưa dự kiến ở mức là từ 20 đến 40 mm có nơi là trên 90 mm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên vì thế ở mức là từ 27 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ là 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Quay trở lại với tình hình thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ, do nằm ở rìa Bắc của giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Trung Trung Bộ, kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, nên tại khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Thời điểm mưa thường tập trung vào lúc chiều tối và đêm. Do có mưa nên nền nhiệt độ tại đây không cao, phổ biến ở mức là từ 23 đến 33 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, đêm có lúc có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.